củ hoài sơn này thì thường mình sẽ trồng vào từ đầu mùa mưa, và mùa thu hoạch thì sẽ là một tháng nữa. Một tháng nữa thì mình sẽ thu hoạch. Thường thì cái củ hoài sơn này nó sẽ là cho tùy theo cái mức độ mình chăm sóc hay là loại đất, thì nó sẽ cho thường sau một vụ thì nó có thể là có những cây củ nó từ nửa ký rồi đến như củ này tôi đang cầm trên tay này là 3 kg. Thì củ này bán với giá ở thị trường là nó rơi vào khoảng 100 đến 130 nghìn một ký. Như cái củ này thì bây giờ mình bán ra thị trường thì nó vào khoảng 300 nghìn. Rất là tốt, như là trẻ em tập xoay ăn đây, xoay đây. Hay là người già, người bệnh thì đều rất là tốt cái này. Luộc rồi là nấu canh hầm, nấu xương, hầm xương cũng như các loại củ bình thường như là các loại củ hoài sơn, bầu mây. Củ này thì được dùng vào trong thực phẩm, thí dụ như là dùng ăn luộc hay là qua chế biến. Nó dài, nó to. Đấy. Nấu hầm xương rất là ăn rất là ngon. Đặc biệt là ngon hơn cả củ khoai.